Alo, mẹ, mẹ đi xem kịch với con nha. Cảm ơn con, nhưng mẹ thấy mệt lắm á. Thôi mà, mẹ đừng có vậy nữa. Mẹ đi cho thay đổi không khí đi. Mẹ nhức đầu quá à. Chắc là mẹ phải đi nằm nghỉ đó. Con biết rồi. Thôi mẹ nghỉ đi nha. Từ nào tới giờ đâu có làm việc gì cực nhọc đâu, làm sao mà làm việc ở công trường được đấy chứ. Em ơi, anh về rồi nè. Em sao vậy? Em đau ở đâu hả? Em không biết nữa. Hồi chiều giờ người em nó cứ rung lên, nó đổ mồ hôi lạnh nữa. Chắc em chết quá. Không được rồi, lên lưng anh cổng đi. Đi lên. Đi đâu hả anh? Mình về nhà hả? Bệnh sao về nhà? Phải đến bệnh viện chứ. Nhanh lên đi, phòng cấp cứu bây giờ vẫn còn mở cửa đó. Phòng cấp cứu? Thì đúng rồi, đến phòng cấp cứu. Anh có thằng bạn là bác sĩ, mình tới chỗ nó khám đi nha. Trời, nếu đi bệnh viện thì bị lộ liền. Mình giả bệnh mà. Xem ngồi đó. Anh đã nói lên lên anh cổng đi mà. Không đi bệnh viện cũng được mà anh. Anh đã nói là lẹ lên mà. Nhanh lên. Anh sao vậy? Anh không sao. Đi lên bệnh viện. Nhanh lên. Em sao tự nhiên kỳ lắm. Em hết đau rồi. Hết đau rồi. Tự nhiên trong người em nó không có lạnh, không có run mà cũng không đổ mồ hôi hột nữa nè. Hết rồi. Thiệt không? Hay là em... Em nói thiệt mà. Em hết bệnh rồi. Đi thôi. Em đã nói là em hết bệnh rồi mà. Đi chợ chứ không phải là bệnh viện đâu. Hôm nay mới được lãnh lương. Bây giờ hai vợ chồng mình ra chợ mua cái gì đó về nấu. Nhưng mà anh đi chợ được không? Anh đang không khỏe mà. Không khỏe gì mà không khỏe. Anh đã nói rồi, sức khỏe của anh á là có dư đó. À. Đi ha. Không cần đâu, em cứ ngồi đó đi. Hôm nay anh sẽ trở thành nấu nướng cho em ha.
thơm quá à. Vị còn ngon hơn nữa. Em đợi một tí nha. Sao không ngon hả? Ngon hết sảy luôn á. Em ở nhà em chọc anh đó nha. Em không ngờ là anh nấu ăn ngon vậy á. Một mình anh ở Pháp 6 năm lần mà. Đây á chỉ là cơ bản thôi. Mày mốt á còn nhiều điều thú vị nữa đó. Ăn thử miếng cá này đi. Nè, sao lúc nãy giả bệnh vậy? Dạ, đâu có. Tại em nhớ anh nên bị bệnh thiệt chứ bộ. Phải không đó? Tóm lại á, em mà giả bệnh một lần nữa là biết tan đó nha. Em có biết là anh lo đến mức nào không? Anh lo cho em. Thiệt không đó? Thiệt chứ sao? Thôi đừng có cảm động nữa. Bây giờ thì xin mời cô nương ăn tiếp đi. Đây. Hiền ơi, Hiền có bị dị ứng với bạc không? Dị ứng với bạc là sao? Có hay không? Tôi cũng có mấy vụ đâu. Sao vậy? Cái gì vậy? Hiền cứ mở ra đi. Tôi thấy thích cho nên mua tặng Hiền. Hy vọng rằng Hiền cũng thích nó như tôi. Ai biết mua cái này tôi làm gì đâu. Thì cứ cảm ơn rồi nhận lần thử đi mà. Cảm ơn anh. Hiền nói gì vậy? Người ta đã nói rồi, không nghe thì thôi. Biết cô Thủy nó có thuyết phục được thằng Khanh không ta? Cũng mà lạ. Cái ghế chủ tịch tập đoàn Sky mà nó không thèm là sao? Thì muốn hiểu này không thể hiểu nổi. Nói gì mà ông không hiểu? Ai cho bà nghe lén như người khác vậy? Ủa cái gì mà tôi nghe lén? Tự nó lọt cái lỗ tai tôi chứ. À, ông định bày trò gì phải không? Nè, nếu mà có ý định lợi dụng con Thủy hay thằng Khanh á, thì thôi liền đi nghe. Thôi, bà không biết gì, im lại tôi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, nhưng con không đủ tự tin sống với ba trong cùng một ngôi nhà nữa. Không, thậm chí con không muốn công nhận mình là con của ba. Con thật sự xin lỗi mẹ. Sao không vô nhà đi, ngồi đây làm gì? Anh vô liền.
mẹ vẫn chưa khỏe hả? Mẹ không sao đâu. Con đi coi kịch chưa? Không, con cho vé người khác rồi. Sao con đi coi với thằng Trường? Con đã tính đi coi với mẹ mà. Mà bây giờ đi với ảnh thì kỳ lắm. Mẹ, anh hai không có liên lạc về hả? Ảnh hư quá à. Rõ ràng là biết mẹ đang lo lắng vậy mà cũng không chịu liên lạc về nữa. Anh không sao đâu, em cứ ngủ tiếp đi. Không sao có gì. Anh đang đau ở đâu phải không? Ừ, anh hơi nhức mình một chút thôi. Ai biểu anh đi làm mấy chuyện nặng nhọc đó không chi? Không được, em phải gọi điện thoại cho mẹ, nói mẹ đem xe tới đón thôi. Không được, anh đã nói rồi, em không được gọi về nhà mà. Được. Anh đã nói không sao, chỉ hơi nhức mỏi một chút thôi. Em đừng gọi điện thoại về nhà đó. Anh đã nói rồi, nếu như em gọi điện thoại về nhà, anh sẽ không nhìn mặt em nữa đâu. Em đi đâu vậy? Thì ít ra cũng phải lấy khăn ướt chườm cho anh đỡ đau chứ. Thì ráng chịu một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ tốt hơn mà. Em tin anh mà phải không? Thức rồi hả? Anh tính là nhẹ nhàng để cho em không tỉnh chứ. Vậy mà anh định đi đâu trong khi người đang đau như vậy? Để kiếm ăn anh phải đi làm chứ. Anh đi làm là người anh bệnh nặng thêm đó. Em đừng có lo, chắc là do tối hôm qua em chườm đá cho anh suốt cả đêm á, cho nên bây giờ anh thấy khỏe rồi. Em đã nói là không được mà. Công việc đã bắt đầu rồi, anh không thể không đi mà không nói người ta tiếng nào hết. Anh đi rồi sẽ về mà. Anh muốn làm gì thì làm đi. Nhờ mấy người khác vác đồ nặng nha. Anh biết rồi, anh sẽ làm như vậy mà. Ba mẹ nên đi du lịch với nhau đi.
con quên nữa. Ba bận đúng không? Mẹ, mẹ đi với con nha, đi du lịch châu Âu nha. Không biết thằng Khanh nó có ăn uống đàng hoàng không nữa. Mẹ, anh Khanh đâu phải là đứa 2 tuổi đâu. Với lại anh cũng có vợ rồi, Thủy cũng lo ăn uống cho anh đầy đủ mà. Tối nay em đến công ty đi, anh với em cùng đi ăn tối. Anh với Phương khỏi lo cho em, cứ lo việc của công ty đi. Ba, mẹ nhạy cảm chuyện anh Khanh quá ba. Con nữa, xong việc ráng về sớm để lo cho mẹ nha. Dạ. Anh ăn sáng chưa? Một miếng bánh mì. Hồi sáng này nọ không khí nhà em chán lắm. Mẹ em về chuyện anh Khanh mà chẳng còn thiết tha gì nữa. Đương nhiên mẹ sẽ như vậy rồi. Anh Khanh thì đã vậy mà chị Thủy cũng y chang luôn. Bộ lén đòi điện thoại về nhà cho mẹ cũng không được. Chắc phải có lý do gì chứ. Lý do gì đâu anh. Em đã đưa vé xem kịch cho đứa bạn rồi, nó thích lắm đó. Ừ, em làm như vậy là đúng lắm. Có gì em gọi điện thoại cho anh nha. Tiệm mỹ phẩm. Không được, còn nhiều vốn lắm. Mình phải làm cái gì bây giờ ta? Để anh Khanh không ra công trường nữa thì ít nhất mình phải làm một cái gì đó chứ. Alo. Thủy hả? Anh Trường nè. Anh Khanh đã dặn không được cho ai biết rồi. Anh không được nói là em cho anh biết đó nghe. Anh ngăn anh Khanh giùm em chứ. Anh làm vậy chắc đổ bệnh quá. Tưởng đâu Khanh yếu ớt, ai ngờ cũng có sức khỏe quá chứ. Sao Trường biết Khanh ở đây mà tới? Thủy nói cho Trường biết hả? Đâu có. Mình thiếu gì người quen làm ngành này, mình cho mấy đứa nhỏ tỏa đi tìm Khanh đó. Làm được không? Được chứ. Tuy là mệt người một tí nhưng mà tinh thần rất là thoải mái. Lý do gì mà Khanh bỏ ra ngoài chi cho cực vậy? Khanh đã nói với Trường rồi, Khanh muốn sống là Nguyễn Trọng Khanh chứ không phải là con trai của ông Nguyễn Văn Cường. Có chuyện gì với ba nữa hả? Bây giờ tâm trạng của Khanh chưa đâu vào đâu cho nên không thể nói cho Trường nghe được đâu. Đợi khi nào mà thu xếp xong Khanh sẽ nói cho Trường biết đầu tiên, được không? Thôi được, mình sẽ chờ cho tới khi nào Khanh chuẩn bị được tinh thần. Trường nè,
Trường có thể giúp Khanh một chuyện được không? Trường đến thăm và lo cho mẹ cùng với nhóc Phương thường xuyên giúp Khanh nha. Gây với Phương hả? Đâu có. Mình sẽ ghé. Cảm ơn Trường nhiều nha. Mà nè, đừng có nói với ai là Khanh đang làm việc ở đây nha. Đừng có lo. Khanh. Thôi Khanh đi làm việc đây. Lần sau gặp tụi mình uống vài chai nha. Cũng may là nhìn Khanh khá hơn mình nghĩ đó. Máy hư sửa được chưa vậy? Dạ sửa được rồi. Mới đầu cứ tưởng là lỗi nặng, ai nhờ chỉ là lỗi đơn giản thôi, cho nên bây giờ sửa được rồi anh nè. Có buổi hội thảo về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế tổ chức, anh Bình bên tổ dinh dưỡng mời tôi tới dự. Vi có đi cùng tôi không? Đi với tôi rồi nhân tiện chào hỏi với người phụ trách ở bộ luôn. Dạ được thôi. Ông Cường chủ tịch cũng hay quá ta. Ở những buổi hội thảo như vậy mà cũng trực tiếp tới dự. Nghe nói ổng là người đi đầu trong giới doanh nhân về tài tự đề cao giỏi. Tin đồn quả thật là không sai. Điều đó cũng làm cho ông ta có tư thế để làm bất cứ điều gì cũng thành công mà thôi. Vi không đây. Cô không chào ông chủ tịch à? Chào. Thế nào? Công việc có được không? Đương nhiên rồi. Ngoài mong đợi nữa là đằng khác. Vậy thì tốt. Mong là sau này công việc luôn tốt như vậy. Tôi cũng mong là điều ông nói là thật lòng ông. Cái cô Vi này, sao cô lại vô lễ với ông chủ tịch như vậy? Thôi đủ rồi, đi thôi. Nhìn nét mặt Vi không được khỏe. Hay tại vì gặp ông chủ tịch Cường nó mới như vậy? Không có. Tại Vi đang nghĩ đến nội dung của cuộc hội thảo thôi mà. Bây giờ tôi định tới cho ông xuất diện. Vi có về văn phòng không? Anh cho Vi đi cùng với nha. Đang bận việc mà tụi con tới làm chi vậy? Đương nhiên rồi, ông xuất diện tụi con phải tới đón chứ. Tối nay mình làm tiệc mừng ông xuất diện nha. Gì? Tiệc mừng ông xuất viện hả? Ừ. Ông tôi ghét mấy cái chuyện đó lắm. Không, cứ thử làm tiệc mừng ông xuất viện một lần xem sao. Ông có dễ tính với cô Vi quá không đó. Con làm việc xong con với anh Thiện sẽ qua đón ông. Ừ. Thôi, kỳ quá đi. Có gì đâu mà kỳ. Thôi Hiền gọi A đi. Sáng nay mắc gì trời nóng quá ta. Hai người này sao vậy? Ôi trời ơi, cái bàn thứ này bỗng kia chị. Ngon á. Mua đâu ngon vậy?
Ông làm gì mà ghi chép dữ vậy? Lúc này nhìn mặt mày bà tươi rói à ha? Tươi gì mà tươi? Thôi đi, đừng có giả bộ. Tôi biết hết trơn rồi. Có tình yêu nên vui đúng không? Sao vậy? Bà gây lộn với ông Luân hả? Không phải vậy. Tôi không biết là mình làm vậy có đúng không nữa. Với thằng Hùng đúng không? Càng gần gũi với anh Luân, tôi lại càng nghĩ đến anh Hùng nhiều hơn. Mà nè, lỡ như anh Hùng đột ngột xuất hiện thì sao? Nếu thằng Hùng đột ngột xuất hiện, tôi sẽ nói giùm bà. Bởi vì thiệt ra bà cũng đã hết lòng hết dạ với nó rồi còn gì. Thôi đi, anh Hùng mà về hả, ông sẽ phản tôi liền đó. Ở đó mà tin ông. Thì biết đâu được. Mà nè, ông chủ môi giới nhà đất nói á, ông lấy lại tiệm mai rồi phải không? Ông lấy lại cái gì vậy? Cho má thằng Hiệp. Chị Sanali nói là sẽ nghỉ làm ở trung tâm thương mại Sky hả? Nghỉ rồi, nhưng mà không có nói ra, cứ giả bộ đi làm thôi. Giả bộ hả? Giả bộ làm chi vậy? Lý do gì thì tôi không có biết, nhưng mà tại bà không nói nên là tôi giả bộ không hỏi luôn. Chà, cái ông cũng ghê thiệt nha. Cũng biết lo nghĩ cho tâm trạng của vợ mình như vậy sao. Tại vì bà ít nói chuyện với tôi thôi, chứ tôi làm chồng được lắm à. Giỏi quá ta. Dạ dạ dạ, xin lỗi quý khách. Quý khách thông cảm, tôi sẽ làm một món ăn khác cho quý khách nha. Cô thông cảm cho. Tay cô có sao không? Ở trong này không có là bao nhiêu hết trơn á, coi như tiền cơm thuốc. Dạ tôi xin lỗi. Với lại á, cô đừng làm việc ở mấy quán ăn, nó không có phù hợp với cô đâu. Làm đi. Bộ dạng của Sanali, một người đã từng mộng đi du học Pháp mà như vậy sao trời. Anh Hoàng, chừng nào anh đi hỏi vợ vậy? Tôi quyết định chắc thôi luôn rồi quá. Dạo này thời gian tôi cũng không có. Em thấy vậy đúng á. Thường đi tới mấy chỗ đó, cô nào cũng như cô nấy. Nhưng mà cái đó là ý của em thôi, chứ thường duyên trời định á, hay ở kế bên mình lắm. Ủa vậy hả? Vậy sao Tùng không kiếm cho mình chỗ nào gần gần đây đi? Em đâu có gấp, có anh mới gấp thôi. Phải vậy không cô Oanh? Phải vậy chứ, làm sao có thể để mình đó mà đi coi mắt người khác được. Ừ.
Trời ơi sao vậy đi cô Oanh? Anh Hòa, em chỉ bị xe gắn máy quẹt nhẹ thôi mà, không sao đâu. Sao mà không sao được? Tôi thấy kiểu này là không có quẹt nhẹ đâu nghe. Thôi cô Oanh cứ nằm nghỉ đi nha, không phải đến tiệm đi làm nữa. Nhưng mà nếu như em không đến tiệm thì ai phụ anh? Khách dạo này đông lắm. Tôi lo được mà, cứ nằm nghỉ cho khỏe đi. Tôi nói không được là không được mà, đừng có cãi chú mà. Trời ơi. Chị ơi, có cách nào tìm được người mất liên lạc không hả chị? Không, không phải là tôi đâu. Người quen của tôi có người nhà bỏ đi mà không có cách nào tìm được hết á. Vậy hả? Tại vì tôi cứ tưởng là chồng của chị là bên công an thì chắc là sẽ phải có cách gì chứ. Được rồi. Không sao đâu. Vậy thì bữa khác gặp lại nhau nha. Rồi. Chị khỏe nha. Dạ cảm ơn chị ạ. Trời ơi, cái thằng vô tâm. Biết được nó đang ở đâu thì mình đâu có khó chịu như vậy chứ. Chị mới tới hả? Nãy giờ tôi đợi chị đó. Tôi nghe tin chị cắt hợp đồng với xưởng của tôi nên tôi vội vàng chạy đến đây ngay. Tụi tôi có làm gì sai không vậy chị? Dạo này á, đồ bên đó đường chị may rất là xấu. Từ trước đến giờ không có như vậy. Tại sao bây giờ lại như vậy hả? Không có chuyện đó đâu chị. Để tụi tôi sẽ làm kỹ lại hơn. Dạ thôi, để tôi đi tìm nơi khác vậy. Chị Phương, chị cũng biết hoàn cảnh của chúng tôi mà. Sao chị nỡ đối xử với tôi như vậy? Chị có nhãn hiệu riêng, chứng tỏ là hoàn cảnh của chị cũng đâu có xấu lắm đâu. Đó là vấn đề do ông xã của tôi. Ông muốn làm từ trước nên mới vay ngân hàng tiền làm thử thôi. Có gì mà chị làm cho khó khăn quá vậy? Nghe nói là nhãn hiệu trang phục của chị hàng ngày là nhắm tới các cô gái độ tuổi 20 đúng không? Ý tưởng đó được lắm đó. Chị có thể kết hợp làm với chúng tôi được không? Dạ. Chị giao lại kế hoạch đó cho công ty chúng tôi. Bù lại, chúng tôi sẽ chọn chị là nhà thầu phụ, được chưa? Chuyện đó thì... Tôi nói vậy đâu nhất thiết phải làm. Chị suy nghĩ kỹ đi, rồi quyết định. Anh nè, gần tới giờ về rồi đúng không? Hôm nay em có chuyện vui lắm. Anh mời em đi ăn tối được không? Anh xin lỗi, hôm nay anh phải làm khuya. Anh không biết chuyện vui của em là chuyện gì. Thôi để lần sau anh chúc mừng em vậy. Sao giờ này lúc nào anh cũng bận quá vậy? Anh có cuộc họp phải đi đây. Bye em nha. Anh! Thưa trưởng phòng, tối nay em có công chuyện chút, em về trước đây. Món này được nè. Món này là tốt với ông lắm. Ông cũng nên tránh một số món có chất cay nóng nhiều kích thích đi ông ạ. Ông tôi thích ăn mấy món cay hơn là mấy món lạt. Chứ không phải đó là những món mà anh Thiện thích hả? Tiệc ăn mừng ngày ông ra viện mà anh đi chọn những món mình thích hay sao? Tôi với ông tôi là khẩu vị giống nhau. Món tôi thích cũng có nghĩa là món ông thích, đúng không? Ông ơi, nhưng mà ông cũng nên tránh một số món kích thích như là cay nóng hoặc là quá mặn trong một thời gian ông ha. Để bữa nay ông ăn thử cái món quy tròn coi sao. Ông thiên vị quá, con là cháu của ông chứ bộ. Anh nhất định phải làm những việc nặng nhọc như vậy sao? Anh chỉ làm tạm thời, cho đến khi nào kiếm được việc làm thôi. Em đừng có quá lo.
Cả người anh nhức mỏi như vậy mà kêu em đừng lo sao được? Sao em lại nói cho trường biết? Chuyện gì ạ? Trường thì ngoại lệ, nhưng tuyệt đối không được nói ở nhà đâu đó. Em biết rồi. Mẹ đâu rồi ba? Nằm ở trong phòng á. Cứ như vậy á, chắc mẹ bệnh gì anh Khanh quá à. Ba có cách nào đó đi tìm anh Khanh đi ba. Phương nè, lúc này con ít gặp thằng Trường lắm phải không? Dạo này anh Trường bận lắm, cũng không có thời gian nữa. Ba mà muốn thấy con gái ba lấy chồng á, ba phải giao việc cho anh Trường ít thôi chứ. Thôi được rồi, công việc lần này xong, hai đứa làm đám cưới đi. Con cũng tính vậy đó, tụi con đính hôn lâu rồi. Ba, tụi con mà cưới nhau á, ba cho anh Trường chức vụ nào vậy? Con nhỏ này, con muốn chức gì nào? Cỡ giám đốc bộ phận nào đó trong công ty là được rồi. Ủa, cô Quánh, sao không ở nhà đi tới đây làm chi? Trời ơi, em đâu phải là bệnh sắp chết đâu mà. Chỉ bị thương một chút tay phải thôi, tay trái em còn nguyên không? Đưa chổi đây em làm cho. Đâu được, cứ đi về đi. Thôi em làm được mà. Đúng đó, chị Quánh về đi. Lỡ sau này tới làm việc còn bệnh nặng hơn nữa thì sao? Nằm cả ngày ở nhà cháu muốn chết à. Em làm cho. Anh đi đây, em làm được. Cô anh không phải làm cái gì hết, cứ ngồi đây đi. Em không sao thiệt mà. Nè, tôi nói là chủ nói đó nghe chưa. Cô cứ ngồi yên ở đây tiếp khách cho tôi là được rồi. Rõ chưa? Dạ rõ. Anh Hoàng của mình đúng là lo lắng chăm sóc cho từng nhân viên một mà. Chị à, chị nói với tài xế chuẩn bị xe cho tôi nha. Dạ. Chắc là con Thủy nó cũng phải nói cho mẹ nó biết là bây giờ nó đang ở đâu chứ.